AF3 lộ nhiều khuyết điểm, hiện nguyên hình là những đứa trẻ non nớt khi diễn chung với SNSD. Trong dàn nhóm nữ thế hệ mới, AF3 là cái tên sáng giá nhất hiện nay, đạt được loạt thành tích khủng trong năm 2021. Với vị thế là nhóm nữ xuất thân từ SM, AF3 càng được trông đợi sẽ tiếp tục làm nên chuyện trong tương lai. Tuy nhiên, sau những màn trình diễn dịp cuối năm, cùng với việc Karina Winter tham gia vào dự án nhóm nữ Girl on Top cùng các đàn chị SNSD, Red Velvet và BoA, dường như AF3 càng lộ rõ nhiều khuyết điểm. Là niềm kỳ vọng vào thế hệ mới của SM, nhưng AF3 sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể đạt được đẳng cấp như huyền thoại SNSD. Mới đây nhất, sân khấu Step Back của Girl on Top, Godspeed tại concert SM thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Các fan hết lời khen ngợi combo visual đỉnh cao, vocal hàng thật giá thật của các idol nữ hàng tuyển nhà SM. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Karina và Winter hoàn toàn bị các đàn chị lấn át khi xuất hiện chung khung hình với Chaeyoung, BoA, Seungri, Wendy và Hyoyeon, hai thành viên AF3 lộ rõ sự non nớt của tân binh. Các thành viên SNSD chứng minh đẳng cấp chỉ đại, gần càng già càng cay, chặt đẹp đàn em thế hệ mới cùng công ty. Karina và Winter còn bị xoay khẩu hình miệng hát nhép hời hợt, không hề có tâm, chỉ như mấp máy môi cho có lệ. Trước đó, trong video vũ đạo Dream Come True biểu diễn cùng Hyoyeon, SNSD, Karina của AF3 cũng gây thất vọng vì kỹ năng vũ đạo lép vế hoàn toàn so với đàn chị. Dù là main dancer, nhưng cách thể hiện động tác của Karina lại lộ rõ khuyết điểm vụng về rườm ra. Nhìn sang Hyoyeon quả là một trời một vực. Trong các lễ trao giải hồi cuối năm 2021, AF3 liên tục bị chỉ trích vì hát nhép lộ liễu, sân khấu nhạt nhòa, diễn sự kiện lớn mà như diễn tại show âm nhạc cuối tuần. Cư dân mạng đặt dấu hỏi vì sao AF3 liên tục lip sync dù hoàn toàn có thể hát live, thậm chí AF3 còn bị mỉa mai là nhép giả trân, lên hai nốt mà mặt tỉnh bơ đến khó tin. Không thể phủ nhận AF3 đang là gà chiến của SM trong cuộc đua thế hệ gen từ K-pop. Nhóm có rất nhiều tiềm năng để vươn lên thành công hơn nữa, nhất là sau bản hit viral năm 2021 Next Level. Tuy nhiên, nếu muốn AF3 có thể đạt tới đẳng cấp trùm nhóm nữ như SMSD từng làm được trong thời kỳ đỉnh cao K-pop Gen 2, thì xem ra các cô gái tân binh SM sẽ phải chứng minh nhiều hơn nữa. Tất cả mọi thứ đến thời điểm này vẫn là chưa đủ. Nhờ thành tích khủng trong năm 2021, AF3 hiện là nhóm nữ dẫn đầu cuộc đua Gen 4. Thế nhưng dường như độ nổi tiếng giữa các thành viên còn lại chẳng đồng đều. Sau khi họ biểu diễn tại lễ hội SBS Gayo Daejeon năm 2021, cư dân mạng Hàn Quốc phát hiện fan cam sân khấu Survey của Karina và Winter có view cao ngất ngưỡng, trong khi Ginsele và Ninh Ninh ít lượt xem hơn hẳn. Cụ thể, fan cam Winter biểu diễn Survey dẫn đầu với 270.000 view sau 2 ngày lên sóng. Xếp thứ hai là Karina, 235.000 view. Ninh Ninh thu về 43.000 lượt view, còn Ginsele đội sổ khi fan cam của cô chỉ đạt vỏn vẹn 36.000 view. Lượt xem fan cam phần nào phản ánh độ phổ biến của idol, do đó sự chênh lệch nói trên khiến có người thắc mắc rằng phải chăng AF3 nhiều fan only, người chỉ thích một thành viên hơn là fan toàn bộ nhóm. Bởi vậy mà người thì view fan cam cao ngất ngưỡng, người thì lại thua kém đồng đội rất nhiều. Thực tế cho thấy Karina và Winter là hai thành viên nổi tiếng nhất AF3. Trong bảng xếp hạng thương hiệu idol nữ tháng 12 năm 2021, Winter xếp hạng 2, Karina đứng thứ 4, Ginseler hạng thứ 7, còn Ninh Ninh là hạng 11, thấp nhất nhóm. Dù vậy, không ít người cho rằng lượt xem fan cam phản ánh mức độ quan tâm mà công chúng dành cho các thành viên AF3 hơn là sự chênh lệch lượng fan. Nhóm mới debut hơn một năm, khó có chuyện nhiều fan only tới mức đè bẹp fan nhóm. Winter và Karina nổi nhất nên mọi người tìm kiếm và xem fan cam của họ nhiều hơn hẳn. Hai cô nàng còn là người Hàn nên dễ kiếm cảm tình của Knet. Về phần Ninh Ninh và Gisela, họ là người ngoại quốc nên ít được chú ý bằng. Knet bình luận, công chúng chẳng biết ai ngoài Karina và Winter. Tôi nghĩ đây chỉ là phản ứng của công chúng mà thôi. Kể cả chủ thớt, người đăng bài này cũng chỉ xem video của Karina và Winter mà thôi. AF3 chưa có nhiều fan lắm nên tôi không nghĩ fandom của họ lại chia rẽ, nhưng công chúng thì khác. Một nửa số thành viên là người nước ngoài nên họ dành nhiều tình cảm cho thành viên người Hàn hơn. Gisela và Ninh Ninh không phải tiếp idol mà công chúng thích. Người Hàn không quan tâm đến sao Trung đâu. Tôi cũng là fan của AF3 nhưng nói thật thì tôi chỉ xem video của Winter mà thôi.